Xin kính chào quý bà con, quý cô bác chị các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là thứ sáu ngày 24 tháng 2 năm 2023, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý cô bác chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giá thanh long thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá ớt, giá chanh, giá hành, giá khổ qua, dưa leo hay một số loại trái cây khác như mít thái hàng ngày trên kênh. Quý bà con, quý cô bác, quý anh chị nào có xem kênh, có quan tâm đến giá thanh long hay một số lâm sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận thì giá cũng không có biến động gì nhiều so với ngày hôm qua nha quý bà con. Đầu tiên là ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì tình hình giá thanh long ruột đỏ hôm nay ở khu vực miền Tây thì lô 1 đang nằm giá lòng từ 32.000 đến 35.000 đồng ký, loại 2 thì đang nằm giá lòng từ 29.000 đến 30.000 đồng ký, còn loại 3 thì đang nằm giá lòng từ 22.000 đến 23.000, loại 4 thì đang nằm giá lòng từ 15.000, còn hàng giả thì đang nằm giá lòng từ 7 đến 8.000. Tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái mà giá có thể chênh lệch lên xuống từ 1.000 đến 2.000 đồng ký tùy theo từng nơi. Đây là tình hình giá thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây, giá này là giá thương lái thu mua tại vựa nha quý bà con. Tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vựa mà giá có thể chênh lệch lên xuống từ 1.000 đến 2.000. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột trắng, giá thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây thì hàng đẹp đang có giá đồng từ 18.000 đến 20.000 đồng ký, còn hàng sàn thì đang nằm ở giá đồng từ 15.000 đến 17.000, còn hàng giạc thì đang nằm giá đồng từ 7 đến 8.000, tùy theo từng khu vực và tùy theo từng nơi. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột trắng, giá thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực Bình Thuận thì bò đẹp đang có giá lần lượt là 17.000, 18.000, 19.000, còn mờ sàn thì 15.000, 16.000, 17.000, tùy theo từng khu vực, tùy theo từng nơi mà giá chênh lệch lên xuống. Tình hình giá thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực Bình Thuận thì tiếp tục ổn định so với ngày hôm qua. Hàng vip hiện nay thì đang nằm ở giá đồng từ 19, 20, 21. Còn tình hình giá thanh long ruột đỏ, giá thanh long ruột đỏ hôm nay ở khu vực Bình Thuận thì loại 1 đang nằm giá đồng từ 28 đến 30, hàng loại 2 thì đang nằm giá đồng từ 23 đến 25, còn loại 3 thì đang nằm giá đồng từ 18.000 đến 20.000 đồng ký, tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây, xin kính chúc cho toàn thể quý bà con nông dân, quý chị các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý bà con.